Lãnh địa tại mạc thế chương 501, đường vũ chưa bao giờ chơi gian lận. một Khu vực thi đấu cao cấp, vị trí tuyển chọn rất nhiều, khoảng 2.000 người. Nhưng người có tư cách tham gia lại rất ít. Hoàn toàn trái ngược với tình huống trước đó, mấy chục triệu, mấy trăm nghìn người thức tỉnh đang cố gắng tranh đoạt mấy trăm vị trí đó. Đường vũ suy nghĩ, nếu như trong khu vực Bắc đông của thánh vực, người thức tỉnh trên cấp 10 không gom đủ 2.000 người, vậy chẳng phải xấu hổ lắm hay sao? Đến lúc đó, ngay cả một đối thủ cũng không có. Thời gian đếm ngược dần dần kết thúc. Một sức mạnh vô hình giáng xuống bao phủ lấy anh. Đường vũ nheo mắt lại, thử dãy dụ, lại không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, anh đã xuất hiện ở độ cao mấy nghìn mét ở trên trời, dưới chân là một màn sáng màu cam trong suốt. Xuyên thấu qua màn hình, anh nhìn thấy trên mặt đất vô số người thức tỉnh đang ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên màn sáng đang xây dựng không gian chiến đấu theo hình vuông, giống y chang như hoạt hình vậy. Không có không gian khép kín nào được hình thành và không có tín hiệu trận chiến được bắt đầu. Không phải là... Lúc này, đường vũ lại nhận được tin tức mới, căn cứ vào số lượng người tham gia khu vực thi đấu cao cấp, tiến hành điều chỉnh một số quy tắc nhất định, hủy bỏ tư cách phục sinh. Mỗi người sẽ tiến hành tham gia 5 lần khiêu chiến, xếp hạng dựa theo số lần chiến thắng. 2.000 người đầu tiên sẽ được tuyển chọn nếu số trận thắng giống nhau, sẽ xét theo thời gian của người thắng để lựa chọn người ưu tú hơn. Ánh mắt anh lướt qua những bóng dáng thưa thớt ở trên màn sáng. Hẳn là chỉ có mấy nghìn người, tối đa cũng không tới 10.000 người, bao gồm siêu phàm, cấp bậc của siêu phàm cũng không có chia thành những khu vực riêng, tượng trưng cho thực lực cao cấp nhất trên trái đất hiện nay. So với dự đoán, à, nhiều hơn những gì mà anh mong đợi. Khu vực thi đấu cao cấp, Thâm Lam cũng không có khả năng chiếm hết các vị trí tuyển chọn. Dù sao thì cũng có nhiều người như vậy tham gia. Hơn một tháng trước, người thức tỉnh của Thâm Lam chính thức, ngoại trừ những người tùy tùng ra, còn chưa có ai đột phá đến cấp 10. Nhà thám hiểm thì ngược lại là có. Ban đầu, tất cả bọn họ vốn là cao thủ thống lĩnh một phương, sau khi đi đến Thâm Lam, liền tiến thêm một bước. Nhưng số lượng cũng không cao quá hai bàn tay. Bây giờ, trong số những người thức tỉnh chính thức gồm có Lộ Tiểu Bằng, Bành Ba, Mã Gia Phong, Lam Thanh Nhã, Quý Minh, Hạ Uyển Như, Thái Gia Giai, Tôn Ngọc và một số người khác đã đột phá bình cảnh. Khoảng chừng 30 người. Vẫn không nhiều, một bên là người thức tỉnh chính thức, rất nhiều người đều là người thức tỉnh cấp thấp được bồi dưỡng cho đến nay. Cấp độ trung bình vẫn là không thể so với những tổ chức hàng đầu trên thế giới. Chẳng hạn như Bắc Đình. Mặt khác, đột phá là một vấn đề của siêu hình học. Bắc Đình có rất nhiều người thức tỉnh đều mắc kẹt ở bình cảnh cấp 9. Có không ít người có tư chất tốt, am hiểu sâu sắc về võ học thì càng dễ dàng đột phá, nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối. Có người đã bị kẹt ở giai đoạn này quá lâu, vẫn không có cách nào đột phá, có người chỉ cần thả bom hóa học liền có thể đột phá bình cảnh. Đường Vũ nhìn thấy người thức tỉnh ở Bắc Đình. Hầu hết bọn họ đều mặc quần áo chiến đấu có hình vẽ thanh long, trúc long ứng long ngoài ra còn có một số bộ phận khác cũng như những người thức tỉnh độc hành đường vũ nhìn thấy những người thức tỉnh độc hành mặc quần áo chiến đấu do thâm lam sản xuất đứng trong đám cao thủ ở bắc đình phong cách khác lạ và đặc biệt dễ thấy quân đoàn tổ long ở bắc đình có lẽ là nhóm lớn nhất trong khu vực thi đấu cao cấp lần này mà người thức tỉnh mặc quần áo chiến đấu thâm lam trải rác cộng lại cũng không ít ngoài ra đường vũ cũng nhìn thấy một số người ăn mặc trang phục kỳ lạ có người để tóc dài thắt bím, mặc quần áo như áo khoác, cũng có một số người đội mũ dài nhọn và để râu thật dài. Một số người đeo đồ trang trí trước trán, mặt nạ, còn có khí tức không hề giữa lại mà bộc phát ra ngoài giống như mặt trời đỏ, ép tới gần những người thức tỉnh, sắc mặt hoảng sợ, liên tục lui ra phía sau. Đó hẳn là người thức tỉnh của kỷ nguyên thứ tư. Chỉ riêng những gì mà anh nhìn thấy đã có tới 200, 300 người. Đường vũ tinh số lượng còn nhiều như vậy, mặc trang phục tương tự như bọn họ nhưng đã ẩn thân rồi có lẽ còn có một số người đã là siêu phàm sau một lúc từng bức tường sáng nhô lên ở phía xa không gian chiến đấu cuối cùng cũng đã thành hình đường vũ nhìn về phía đối diện là một người thức tỉnh không quen biết người đàn ông có dáng người cường tráng cơ bắp hai tay to lớn đang cầm hai chiếc triều lớn dài khoảng một mét rõ ràng đã tiến vào trạng thái chiến đấu khí tức không hề giữ lại phóng thích ra ngoài thức tỉnh cấp 10. Đường Vũ nhìn về phía đối diện, liền thấy hai chân của đối phương phát lực, giống như sư tử được nhào tới về phía mình. Anh cũng giơ tay lên, không có lấy vũ khí ra, nhanh chóng lướt qua những chiêu thức đã học được ở trong đầu. Chà, thử một lần kỹ năng sấm sét được truyền thừa bởi ma kiếm sĩ xem sao. Lớp bốt, trên bàn tay quấn quanh sấm sét, lòng bàn tay của đường vũ nhắm vào người đàn ông cường tráng ở phía xa, một tiếng nổ vang lên, ti chớp màu tím phun ra. Anh. lôi đình nhất kích đánh trúng đối thủ với độ chính xác cao người đàn ông vạm vỡ cứng đờ tại chỗ cả người cháy đen tóc tai dựng thẳng đứng như gai trong giây tiếp theo người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt của anh và đó là một trận thua đường vũ khẽ gật đầu lôi đình nhất kích chính là kỹ năng cận chiến trải qua sự cải tạo của anh bây giờ nó đã thành một kỹ năng chiến đấu tầm xa đây cũng được xem là phép thuật thời kỳ cấp thấp kỹ thuật chiến đấu khác biệt tương đối rõ ràng, mà đến thức tỉnh cao cấp, thậm chí siêu phàm, đủ loại thủ đoạn, tất cả đều trăm sông đổ về một biển. Điều này chứng tỏ việc sử dụng nguyên lực của anh đã nâng lên một tầm cao mới. Trong hư không một của lực lượng giáng xuống trên người anh. Sau khi anh phục hồi tinh thần lại, đường vũ đã xuất hiện ở doanh trại thâm lam trên mặt đất, đồng thời của lực lượng kia đã hóa thành dòng nước nhỏ tẩm bổ toàn thân, bổ sung nguyên lực cùng thế lực anh vừa mới tiêu hao. Eileen, Nancy và những người khác đã trở lại chỗ cũ và một số người thức tỉnh vừa đột phá đã đạt tới cấp 10, ngược lại còn đang chiến đấu. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, ván thứ hai bắt đầu. Đường vũ lại một lần nữa được dịch chuyển đến không gian chiến đấu ở độ cao mấy nghìn mét. Lần này, đối thủ của anh là một người thức tỉnh đến từ kỷ nguyên thứ tư có cấp độ 12 mạnh hơn người đàn ông vạm vỡ kia rất nhiều. Đường vũ thử kỹ năng truyền thừa hệ băng, cực địa băng nhận của ma kiếm sĩ, trong vòng 10 giây đã giải quyết xong đối thủ. Ván thứ ba, người xuất hiện ở phía xa là một người thức tỉnh mặc quần áo chiến đấu của Thâm Lam, đường vũ cũng không biết anh ta là ai, nhưng người bên kia lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngưỡng mộ, sùng bái và bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt của anh ta không ngừng thay đổi, cuối cùng bóng dáng cũng biến mất. Chỉ mất một giây, anh đã giành được chiến thắng. Ván thứ tư, đối thủ lại là người một nhà, khi nhìn thấy y liên mặc áo choàng băng giá và trên tay cầm pháp trượng, Đường Vũ chỉ biết thở dài. Ở khu vực thi đấu cao cấp, Thâm Lam cũng không có bao nhiêu người, tại sao lại luôn là người nhà đánh với người nhà, còn có để hay không cho người ta vui vẻ chơi đùa. Y Liên cũng nhận thua, bóng người biến mất rồi cả hai đã trở lại chỗ cũ. Lúc này còn lại ván cuối cùng. Trong số những tùy tùng, chiến tích cơ bản đều là toàn thắng, chưa có gặp được siêu phàm của Bắc Đình hay Kỷ Nguyên thứ tư, hôi nhận thì ngược lại đã gặp qua đối thủ ở giai đoạn thức tỉnh của đại viên mãn, cùng cấp độ với anh ấy, nhưng đối thủ bị giải quyết chỉ trong vòng một phút. Chỉ có Y Liên thua hắn, là thất bại duy nhất ở trong đám người. Đường Vũ cũng không có lo lắng, năm ván ba thắng, khả năng cao sẽ tiến vào danh sách tuyển chọn. Cho dù Y Liên ở vòng cuối xui xẻo gặp phải đối thủ siêu phàm, lấy thực lực của cô vẫn nắm chắc thắng lợi rất lớn. Đường Vũ nhìn về phía xa xa, đám người lộ tiểu bằng chiến đấu vô cùng khó khăn, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đội chữa trị nhanh chóng giúp cho bọn họ hồi phục thương tổn không lâu sau lực lượng dịch chuyển lại một lần nữa bao phủ lấy anh đường vũ vừa mới đứng vững thì ở phía xa truyền đến thanh âm to lớn tiểu tử nhận thua đi ta lười động thủ anh nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông để tóc dài hoang dại và áo choàng màu xám hai tay khoanh trước ngực lơ lửng cách màn sáng khoảng một mét ngẩng cao đầu và ánh mắt bể nghệ. khí thế khủng bố đánh tới giống như biển cả ở trong tâm bão, sấm sét cuồn cuộn sóng to gió lớn. Đó là siêu phàm. Đường Vũ không ngờ, mình vậy mà trúng số độc đắc. Tuy nhiên, không có khả năng nhận thua, đường đường là lãnh chúa của thâm lam, còn có biết bao nhiêu là người hâm mộ đang theo dõi, anh cũng cần có mặt mũi nữa chứ. Vì vậy, đường vũ hơi nâng cầm lên, đưa ngón tay giữa ra hướng lên, lạnh lùng nhìn lại tất điêu nam đến từ nước cổ diễm bị choáng bởi vì một cái siêu phàm vừa mới đột phá đất nước cổ diễm đã từng là một nước lớn nhưng nó được cho là đã suy tàn bởi cuối kỷ nguyên thứ ba trong kỷ nguyên thứ tư chỉ có thể xếp hạng một trong nhiều nước nhỏ và thậm chí không có một tên siêu phàm nào bị ba nước lớn đàn áp tất điêu nam vô cùng đau khổ tuy nhiên sau khi tỉnh dậy ông phát hiện ra rằng người của kỷ nguyên thứ năm vô cùng yếu ớt và những truyền thừa để lại gần như là bị cắt đứt bọn hắn là người của kỷ nguyên thứ tư khi đi đến thời đại này có thể nắm bắt lấy cơ hội giống như hiện tại ông đã thành công bước vào cảnh giới mà biết bao nhiêu người tha thiết cũng không hề kém người của ba nước lớn trong bốn vòng đấu trước ngoại trừ động tác nhẹ của bàn tay ở vòng đấu đầu trong ba vòng đấu tiếp theo ông chẳng thèm nhúc nhích đến một đầu ngón tay khí thế bộc phát ra ngoài có thể khiến đám người yếu ớt đó sợ hãi dọa đến tè ra quần nhưng bây giờ kịch bản có gì đó không đúng. Tất Điêu Nam xác định 100% người thanh niên ở trước mặt cũng không phải là siêu phàm. Nếu không chú ý tới thì thôi đi, hai người đứng đối diện nhau, cho dù có thu liễm khí tức như thế nào cũng không thể nào gạt được năng lực dò xét nhạy bén của siêu phàm. Mà một tên ở giai đoạn thức tỉnh nho nhỏ, cho dù là đại viên mãn, ở trước mặt ông là siêu phàm, chỉ là một con chuột nhỏ mạnh hơn một chút. Dám thờ ơ, thậm chí còn kiêu khích người thức tỉnh ở phía đối tượng có phải là một tác phẩm được điêu khắc trên các sao? Tất Điêu Nam cảm thấy mình không cần tức giận với một bức tượng điêu khắc. Ông giơ tay lên, năm ngón tay vồ lấy, bàn bạc nguyên lực hình thành một quả cầu, trong nháy mắt bay ra bên ngoài. Chỉ một đòn tấn công này có thể hủy diệt một nửa ngôi làng. Bùng! Không khí nổi lên gợn sóng, không có khói bụi, luồng năng lượng mạnh mẽ khiến cho không gian có chút vặn vẹo, bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của đường vũ. Sau 2 giây, dịch chuyển vẫn không đến đúng như đã hẹn, tất điêu nam có chút nhíu mày, cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được. Ông lại một lần nữa ném ra một quả cầu ánh sáng ra ngoài. Bùng! 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 Không gian trận đấu không ngừng chấn động, 10 giây sau, năng lượng tán đi. Thanh niên mặc bộ áo giáp không chút tổn hao gì, xuất hiện ở trong mắt ông. Đường vũ cầm trong tay hai thanh kiếm dài có chữ rung, bắt chéo nhau ánh sáng mờ nhạt của chiếc khiên từ từ tan biến anh đặt hai thanh kiếm xuống di chuyển cổ tay và cảm thấy cũng được siêu phàm ở phía đối diện so với tưởng tượng của anh có chút yếu hơn một chút một chiêu ngự thủ của anh đã dễ dàng ngăn cản nó đường vũ cũng thấy tim mình đập nhanh hơn trong không gian tinh thần có quá ít siêu phàm ngày thường đánh nhau nhiều nhất chính là giao thủ cùng với ngôn đỉnh thiên ngoài ra còn có y liên và những tên siêu phàm của dị tộc lúc trước tấn công lãnh địa tổng số lượng hàng mẫu cũng chưa tới 20 cái, mà anh ấy đã giao chiến không biết bao nhiêu lần, có chút chán. Thật vất vả lắm mới gặp được siêu phàm, so với lão ngôn còn yếu hơn. Đường vũ bỏ đi suy nghĩ sử dụng tiền để giao đấu. Không sử dụng đến nguyên lực để so chiêu, anh nghiêng về phía trước, đạp chân xuống đất, cả người bay ra ngoài như một ngọn đèn điện. Di chuyển với tốc độ cao, không khí loãng như nước nhớt, nguyên lực của đường vũ phun ra tạo thành áo khoác, sắc bén như dao, đem không khí chém ra hai bên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cọ sát tới nổi bắn ra tia lửa. Bang! Tất Điêu Nam đã triển khai tư thế, năm ngón tay uống thành móng vuốt. Đường vũ trong nháy mắt vọt qua khoảng cách mấy nghìn mét. Khi đến gần, bước chân nhẹ nhàng nhấc lên thuấn bộ, ngay sau đó đã xuất hiện phía sau lưng Tất Điêu Nam, một kiếm đâm ra. Tất Điêu Nam không có xoay người lại, nhưng ông lại nắm chính xác lưỡi kiếm đó, ngón tay của ông có chút sáng bóng, liền ngay cả hợp kim cấp A cũng sẽ bị bắn ra mấy cái lỗ thủng. Tay kia của đường vũ, trường kiếm phát ra ngọn lửa đỏ rực, vẽ ra một vòng tròn ở trên không trung, va chạm với móng vuốt của siêu phàm, phát ra âm thanh của kim loại. Ngay lập tức, miệng có chút tê rần và siêu phàm chỉ cần nhấc chân bao bọc lấy ngọn lửa. Rồi hướng mặt của hắn đã tới. Không khí bị xuyên thủng giống như một vụ nổ kinh thiên động địa. Giống như đang ở trong tâm bão, chưa kịp chạm chân, gió như dao cắt thổi tới trước mặt. Xét về tốc độ và khả năng phản ứng, đường vũ dù sao cũng không phải là siêu phàm, còn kém hơn rất nhiều. Nhưng anh đã sớm có dự đoán từ trước, vì thế anh chỉ cần nhắm mắt lại, cảm giác giống như sóng nước khuếch tán ra làm cho hàng lông mày của anh có chút nhíu lại. Dưới sự gia trì của kỹ năng cảm giác siêu phàm, chiêu bị động, Đường Vũ đã có thể có thể nắm bắt từng động tác của lão ngôn từ cấp 11, bây giờ càng rõ ràng hơn. Tất điêu nam một chân đã ra, không khí vặn vẹo, tàn ảnh vỡ tan. Bóng dáng đường vũ đã xuất hiện ở bên kia, tay phải cầm kiếm vẫn ở tư thể đâm về phía trước. Tất điêu nam một chưởng đánh ra, nguyên lực tạo thành một cái hình ảnh bàn tay bay ra bên ngoài khoảng mấy trăm mét, gây ra tiếng nổ ầm ầm trước khi mờ đi và biến mất. Thuấn bộ Thuấn thân liên thứ Con gió vô tận thổi bay mái tóc rối bù và nguyên lực trong khí hải phát ra dọc theo kinh mạc, xuyên qua cánh tay, rót vào bên trong thân kiếm. Tâm đường vũ như dòng nước tĩnh lặng, vẫn chưa thực sự ra tay. Lòng bàn tay trái. Nhất chân phải. Tất điêu nam giống như mặt trời toàn thân tỏa ra ánh sáng và năng lượng vô tận, nhưng trong cảm giác không ngừng của hắn, ánh sáng mặt trời dần dần thu lại, trở nên rõ ràng hơn. Giống như một bức tranh mực trải ra. Phía trên vẽ một bóng người phóng đảng không thể kiềm chế được. Tay, chân, đều có đường công hình thành hư ảnh mọi chiêu thức chỉ là nhân vật do họa sĩ vẽ ra mà đường vũ chính là người vẽ ra bức tranh đó lực khống chế của anh đã đạt tới cấp độ ý cảnh đường vũ đang lần lượt thăm dò và hướng dẫn đối thủ theo hướng mà anh muốn rơi xuống hai mắt bỗng nhiên mở ra bóng người lại xuất hiện quan mang của trường kiếm đã được khống chế giây phút này đã nở rộ tất điêu nam mấy lần công kích không có kết quả rõ ràng ông di chuyển nhanh hơn nhưng đối thủ làm như biết nó ở vị trí đó mà tránh đi tất cả sự di chuyển đều như nước chảy mây trôi thuận theo tự nhiên ông càng tập trung hơn nhưng vẫn không có kết quả đột nhiên tất điêu nam cảm giác được sự uy hiếp một luồng sáng lạnh lẽo từ phía sau đâm ra ông vặn vẹo cái eo cánh tay để ra phía sau người nọ lại xuất hiện ở bên trái từ một góc độ vô cùng xảo quyệt đâm ra một kiếm mang theo ngọn lửa ngọn lửa màu tím đỏ làm cho không khí vặn vẹo thành vòng tròn cảm giác nóng bóng làm cho tất điêu nam cảm giác như bản thân đang ở trong dung nham của núi lửa từ khoảng cách nửa mét làm thế nào mà tên đó mạnh mẽ đến như thế ông không dám để thanh kiếm đó đâm trúng thân thể không có chút quy luật nghiêng ra một mét nhưng vẫn bị đâm trúng lực trường của siêu phàm lập tức vỡ tan như bọc nước để lại ở trên cánh tay trái của ông một lỗ nhỏ và nghe được tiếng xèo xèo của nhiệt độ cao đang đốt cháy đáy mắt của tất điêu nam rốt cục cũng lộ ra vẻ sợ hãi ông cũng không để ý làm thế nào để phản kích chân đạp lên đất lực trường của siêu phàm cũng thúc đẩy bản thân nhanh chóng hướng về phía sau bay đi mà lúc này sau gáy có cảm giác đau nhói như kim châm trong nhận thức của tất điêu nam người thanh niên kia lại ung dung từ phía sau đâm tới ông nhanh chóng lui về phía sau giống như mình đưa tới cửa cho người ta không thể nào tránh khỏi một kiếm xuyên thấu bóng dáng của tất điêu nam biến mất trên mũi kiếm chảy ra vài giọt máu ngay lập tức, lực lượng thần bí bao phủ trên người anh và đường vũ bị dịch chuyển trở về doanh trại của thâm lam. Ngay khi đầu óc căng thẳng đã được giải phóng, cả người anh mềm nhũng nằm xuống, cánh tay không còn chút nào sức lực. Trận chiến kéo dài không lâu, nhìn như từ đầu tới cuối anh đang đàn áp đối thủ và chơi ra cái cục diện 10 không. Nhưng thực tế, chỉ có đường vũ biết rõ ràng, anh đã làm tất cả những gì có thể, ngoại trừ không có sử dụng chức năng tiêu tiền ra. Tất cả những chiêu bài tẩy anh có, tất cả đều đã sử dụng. Cuối cùng, anh mới có thể đánh bại một tên siêu phàm mới đột phá, buộc đối phương phải nhận thua. Nghĩ tới đây, khóe miệng của anh không khỏi dâng lên một nụ cười. Không cần tiêu tiền, không cần chơi gian lận, anh cũng có thể tự bản thân mình, đường đường chính chính vượt cấp đánh bại một tên siêu phàm. Đối với các kỹ năng thuấn bộ, thuấn thân liên thứ, cảm giác siêu phàm, bị động, nguyên lực thăng hoa, bị động, vân vân hay chế độ độc quyền của lãnh chúa làm tăng cường sức mạnh của anh ấy lên rất nhiều những kỹ năng này tăng trên phạm vi lớn mà do đường vũ chọn lọc mà không có để ý đừng quan tâm đến những chi tiết nhỏ này không gian thánh vực khu vực bắc đông trong vòng tròn phòng thủ của bắc đình có năm lối ra vào tương tự người thức tỉnh của quân đoàn tổ long tập trung chủ yếu ở cột sáng gần căn cứ nhất lúc này bất luận là không gian thánh vực hay bên ngoài cột sáng đều xây dựng đường nét của một pháo đài vô số vật liệu xây dựng cốt thép từ trong căn cứ được vận chuyển tới bị người thức tỉnh năng lực hệ thổ và hệ kim cố định và hàng chúng lại với nhau mấy lối vào khác cũng tương tự mỗi một lối vào gần đó đều có mấy nghìn người thuộc quân đoàn đóng quân ở gần đó trong ván đấu thứ năm mạnh cảnh nhiên đã đánh bại đối thủ của mình chỉ mất vài giây sau khi ông được dịch chuyển trở lại Ông trước tin nhìn lên để quan sát tình hình bên trên hầu hết thời điểm. Một là cao thủ đè bẹp kẻ bình thường hay là những trận chiến kịch liệt của cấp 10 và cấp 11. Đối với ông mà nói, chả có ý nghĩa gì to lớn. Tuy nhiên, vào lúc này, ánh mắt của mạnh cảnh nhiên sáng lên khi ông nhìn về phía một chiến trường ở trong đó. Đường vũ đối đầu với siêu phàm. Mặc áo giáp màu bạc, với mái tóc dài màu nâu, bách lý bá người vốn phô trương lực lượng của mình ra bên ngoài cũng nhìn thấy trận chiến, đi lên phía trước a à, tốc độ này nhìn qua chẳng ra sao cả chẳng lẽ ánh mắt hắn lóe lên đường vũ này đó khiến cho hắn có chút sợ hãi cảm giác tự hồ cũng không mạnh mạnh cảnh nhiên nhẹ nhàng lắc đầu ngươi không cảm thấy trận chiến này vô cùng có tiết tấu hay sao tiết tấu là cái gì đồ chơi trải qua mấy chục giây thăm dò đúng lúc này đột nhiên bùng phát cục diện chiến đấu bế tắc chỉ trong vài giây đã bị phá vỡ tên siêu phàm ở kỷ nguyên thứ tư buộc ép thừa nhận thất bại và bỏ cuộc cái này bách lý bà nhìn không thể hiểu được xét về tốc độ sức mạnh và thậm chí năng lực phản ứng đường vũ phải công nhận là một trong những siêu phàm kém cỏi nhất anh có thể bỏ qua một con phố khi giao đấu với siêu phàm trong phán đoán của bách lý bá thực lực cũng tương đương với anh nhưng từ đầu tới cuối mờ mịt tên siêu phàm kia liền thua không phải như vậy chứ mạnh cảnh nhiên lại càng khẳng định suy đoán của mình không hổ danh là một người từ con số không và sáng tạo ra cơ nghiệp lớn như thế đường vũ quả thật không hề đơn giản chút nào mạnh cảnh nhiên vuốt râu nói không phải tốc độ lực lượng của anh ta yếu mà anh ta chính là cố gắng hạ thấp thực lực của mình để tìm kiếm cơ hội đột phá nhưng năng lực phản ứng rõ ràng chậm hơn một chút thường là tên siêu phàm kia ra hai đòn hắn mới phải ứng lại rồi hành động sau khi nghe bách lý bá nói xong anh phát hiện mạnh cảnh nhiên nhìn mình giống như ai tạc ra bức tượng ngu ngốc như thế này. Nếu năng lực phản ứng chậm, có khả năng mỗi một đòn tấn công đều hoàn mỹ tránh né được sao? Ngươi cũng không chú ý tới, mỗi một lần đường vũ tránh né nhìn như có vẻ nguy hiểm, nhưng điều đó chúng tỏ cậu ấy tự tin 10 phần, cho dù chỉ cách 1 mm, cậu ta cũng có thể dễ dàng tránh đi. Hắn, đó không phải bởi vì kỹ thuật chiến đấu đặc biệt của hắn hay sao? cho dù người ta sử dụng kỹ thuật chiến đấu đặc biệt như thế nào, người xem động tác tao nhã như nước chảy kia, vẻ mặt lãnh đạm. Không chỉ ở mỗi đòn tấn công của đối phương, mỗi một lần tránh né đều nằm ở trong tính toán, mà còn là để tiết kiệm sức lực của mình. Có thể nói, sau khi đường vũ hạ thấp thực lực của bản thân, biểu hiện mỗi lần Hoàng Mỹ lấy yếu thắng mạnh, chiến đấu giống như sách giáo khoa hướng dẫn. Chính vì cậu ta có cấp độ cao và mạnh mẽ không thể nào biết được, mới có thể hoàn thành rất nhiều động tác tưởng chừng không có khả năng như thế. Đây mới được xem như là võ đạo, các ngươi vẫn còn phải học tập nhiều lắm. Câu cuối cùng, Mạnh Cảnh Nhiên nói với các thành viên của quân đoàn Tổ Long. Hơn 100.000 người thức tỉnh thuộc quân đoàn Tổ Long đều là học trò của ông. Lúc này đứng ở một bên, những người thức tỉnh cấp cao đã hoàn thành chiến đấu, rất là thụ giáo gật đầu. Bọn họ có thể không theo dõi trận chiến, ánh mắt cũng không thể nào nắm bắt được động tác của hai bên nhưng những gì sư phụ mạnh nói chắc chắn có đạo lý mặc dù không hiểu rõ nhiều lắm nhưng nghe rất cao cấp và có sự sâu sắc từ lâu đã nghe danh giám đốc đường của thâm lam thực lực mạnh mẽ hôm nay có cơ hội nhìn thấy quả thật là phi phàm dựa theo những gì phân tích của mạnh cảnh nhiên bọn họ rất nhanh đã tưởng tượng ra hình ảnh chiến đấu tương tự ở trong não khi khu vực đấu võ cao cấp đang diễn ra Hầu hết những kẻ thức tỉnh bởi vì không có việc gì làm đều trở thành những người buôn dưa. Theo đúng nghĩa thực sự. Phía trên mỗi người. Tất cả họ đều là những cao thủ hàng đầu của thế giới, chiến đấu giống như đang phát một đoạn phim với tốc độ mấy chục lần, không thể nhìn thấy rõ, cũng chỉ có thể ăn một chút gì đó và nói chuyện để cho qua thời gian. Tuy nhiên, trận đấu không thể nhìn rõ, nhưng khi hai bên vừa mới xuất hiện ở trong không gian, bộ dáng đó vẫn có thể nhìn thấy rõ đó là một cao thủ của kỷ nguyên thứ tư ăn mặc kỳ lạ hay là người thức tỉnh thâm lam mặc bộ đồ có hình vẽ cây đại thụ khổng lồ đoàn trưởng trì khoanh chân ngồi vết thương đã được điều trị bảy tám phần trong tay còn cầm cuốn sách thâm lam sách tuyên truyền các ngươi có để ý hay không khu vực thi đấu cao cấp có rất ít người thức tỉnh của thâm lam hơn nữa tỷ lệ thắng cũng không cao ta liếc nhìn một vài người và thấy rất nhiều người thức tỉnh của thâm lam đã thất bại và rời khỏi thực lực của đoàn trưởng Trì còn có thể chấp nhận được và anh ta nhìn thấy rõ hơn một chút trong các trận đấu cấp 10 và 11. Mà khi thừa nhận thất bại và bỏ cuộc, có thông qua thứ tự hai người trước sau biến mất có thể phán đoán được ai thắng, ai thua. So với việc trước đây, Thâm Lam gần như thống trị toàn bộ khu vực thi đấu. Lúc này, Thâm Lam hiện tại chỉ có tỷ lệ thắng 50-50, cũng không có cao thủ nào mạnh, Đường Vũ y liên và một số tùy tùng khác đều là mặt trang bị hay trang bị được kevin chế tạo riêng với nhiều bộ dáng khác nhau cũng không có hình vẽ cây đại thụ thủ lĩnh thế lực ở bên cạnh gật đầu đồng ý nói không sai thâm lam mạnh mẽ chỉ thể hiện ở lực lượng trung kiên hắn đột nhiên sửng sốt nếu như người thức tỉnh cấp chính chỉ được xem là lực lượng trung kiên vậy bản thân mình bị hạ gục bởi dưới bàn tay của thâm lam kia thì sao tốt xấu gì mình cũng có thể lọt vào năm vị trí đầu đoàn trưởng trì nói cho dù nói như thế nào thâm lam vẫn mạnh hơn chúng ta rất nhiều chỉ là thời gian tu luyện kỷ nguyên thứ năm của chúng ta vẫn còn quá ngắn còn lâu mới có thể sánh với những lão gia hỏa của kỷ nguyên thứ tư kia ai lần này cơ duyên của không gian thánh vực chỉ sợ đám người kỷ nguyên thứ tư chiếm gần hết chỗ ai cũng không có quên đấu võ chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu quyết định ra vị trí thực sự cơ duyên thực sự vẫn còn ở phía sau Bọn họ đều không có tư cách, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim bọn họ vẫn ủng hộ những người kỷ nguyên thứ năm, người của Thâm Lam và người của nước Đại Hạ, chỉ là xem ra, ủng hộ tinh thần cũng không đóng góp vai trò gì nhiều. Không phải chúng ta quá yếu, thật sự là đối thủ mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Lực lượng bí ẩn đã bổ sung tất cả những gì tiêu hao chiến đấu của Đường Vũ. Nguyên lực, thể lực, lực lượng tinh thần, chỉ cần thả lỏng đầu óc căng thẳng, mệt mỏi như cơn sóng đánh sóng chính là mệt mỏi về tinh thần. Đặc biệt là khi điều khiển lực lượng cấp độ ý cảnh dung nhập vào trong chiến đấu, mỗi một bước không thể nào mắc phải sai lầm, cho dù là nhỏ nhất. Nếu làm lại một lần nữa, đường vũ cũng không dám cam đoan, mình có thể làm điều đó hoàn mỹ như thế. Thời gian trôi qua, không gian chiến đấu ở độ cao hàng nghìn mét ngày càng ít đi. Cuối cùng, tất cả không gian đều biết mất, năm vòng đối chiến đã kết thúc. Căn cứ theo số lượng thắng thua, rất nhanh 2.000 vị trí đã được tuyển chọn. Đường vũ vung tay lên, trên mu bàn tay, từng chút đường vân màu vàng từ từ mở ra, giống như một cây bút vô hình đã vẽ, dần dần hình thành một bức tranh đặc biệt và huyền ảo. Dấu hiệu tượng trưng cho vị trí tuyển chọn. Nhưng vị trí thực sự của thánh vực vẫn chưa xuất hiện, đường vũ đoán chừng chỉ có phần tuyển chọn chấm dứt mới được. Đồng thời, tắm rửa dưới ánh sáng vàng tầng rào cản siêu phàm dày như núi đang bị suy yếu đi từng lớp thẳng cho đến bước cuối cùng không cách nào đột phá được siêu phàm đường vũ cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng nằm ở trong dự đoán của anh anh quay đầu nhìn bốn phía không đã đột phá trở thành siêu phàm và hôi nhận khoảng cách với siêu phàm chỉ còn cách đó một bước lại thấy hắn cúi gằm mặt xuống vì thất vọng không có đột phá không có cái phần quà tặng này không có cách nào để tôi đột phá được bình cảnh siêu phàm, cảm giác cũng khá hơn lúc trước. Muốn đột phá cần phải có duyên phận. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ cũng hiểu. Điện cơ cảnh, tố thể cảnh muốn đột phá dù sao cũng chỉ là một cái bình cảnh nhỏ, trong khi siêu phàm lại là một bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh. Đó là sự khác biệt rất lớn của cá chép hóa rồng. Tư chất, vận khí, cơ duyên, một cái cũng không thể nào thiếu mà căn bản nhất vẫn còn nằm ở chính bản thân e rằng không thể nào dựa vào ngoại lực mạnh mẽ để đột phá siêu phàm trừ khi là ngụy siêu phàm đấu võ kết thúc từ thánh vực tư cách tuyển chọn bắt đầu chỉ mới có mấy tiếng trôi qua những người thức tỉnh đã chuẩn bị lương khô còn chưa kịp ăn những người thất bại thảm hại kia cũng chưa có ai rời đi đấu văn vẫn còn ở phía sau tuy không biết chính xác thi đấu như thế nào nhưng nếu không có liên quan đến vũ lực cho nên bọn họ, tất cả vẫn còn hy vọng, phải không? Ai cũng phải có ước mơ của mình và mọi người đều muốn mơ về nó. Giọng nói máy móc và cứng nhắc, một lần nữa vang lên trong tâm trí mỗi người. Vui lòng chọn ba loại từ các danh mục phụ như trung, phép thuật, thuốc, sử dụng làm hạng mục thi đấu của riêng mình. Tùy theo số lượng người được lựa chọn cho mỗi hạng mục, số lượng người được tuyển chọn sẽ được phân bố. Không giờ 9 phút 59 giây. Ánh mắt Đường Vũ đảo qua mấy chục phân loại. Không bỏ phiếu cũng không sao, coi như bỏ phiếu trắng, nhưng cho dù anh đã được lựa chọn, Đường Vũ cảm thấy cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt. Sau khi suy nghĩ trong vài phút, lựa chọn Trung, Dược Tề. Trung do Kevin dạy và một số quyển sách có liên quan về rung anh cũng mua ở thị trường. Hiện giờ, có thể xem như Đường Vũ đã bước vào bậc thầy rung trung cấp. Lực lượng nòng cốt thuộc về bậc thầy rung đã không còn là người mới. Vẹn vẹn mấy tháng đã có thành tựu như thế, có thể nói anh đã tiến bộ rất nhanh. Ngay cả Kevin cũng từng nói, ông từ lúc mới bắt đầu phải mất 3 năm từ sơ cấp để trở thành bậc thầy trung cấp trung. Kevin thiếu tài liệu, không có ai dạy ông, ngay cả tài liệu để luyện tập ban đầu cũng tương đối thiếu thốn. Ông chỉ có thể dựa vào bản thân mình để thăm dò vấn đề này, Đường Vũ lựa chọn cũng không thèm để ý. Y Liên đã là bậc thầy trung cao cấp, Đường Vũ cũng không để ý. Nói về y học tài năng của đường vũ còn cao hơn nữa anh chỉ chuyên tâm nghiên cứu hiện tại có thể đạt được y học trung cấp tiêu chuẩn sách trung là thứ gì cái gì vô số tài liệu để luyện tập cái gì mà viện nghiên cứu thôi diễn đó tất cả đều là hỗ trợ là một dược sĩ đảm đương lãnh địa trước mắt hạng mục thuốc nhất định phải chọn loại còn lại ánh mắt anh nhìn qua các hạng mục như phép thuật tu luyện bói toán chỉ huy trận pháp bỗng nhiên hai mắt anh sáng lên và rơi vào một trong số những hạng mục trên phải chọn hạng mục này thôi anh đã chọn giám định đấu văn được chia làm hai phần một là vòng sơ tuyển để loại bỏ phần lớn người thức tỉnh phần thứ hai là cuộc thi đấu một chọi một giống như là đấu võ người thua sẽ bị loại trung là hạng mục đứng đầu trong tất cả các loại hạng mục vòng thi tuyển rất nhanh sẽ bắt đầu lực lượng dịch chuyển quen thuộc lại đến đường vũ lần nữa ở độ cao mấy nghìn mét. Lần này, cứ cách cỡ vài mét là có một người thức tỉnh, nhìn xung qua lít nha lít nhíp người. Chỉ là có một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, không cách nào nhìn rõ được diện mạo của mỗi người thức tỉnh, thậm chí năng lực cảm giác cũng chỉ có thể khuếch tán khoảng 2-3 mét. Trước mặt đường vũ có một cái bàn có kích thước khoảng 1-2 mét hiện ra. Phía sau, còn có một cái ghế có thể kéo tới ngồi xuống. Đủ loại cảnh tượng quen thuộc, khiến anh nhớ đến nỗi sợ hãi bị chi phối bởi các kỳ thi kiểm tra mã cha nó đường vũ sử dụng con mắt tin tường và nhìn thấy bản chất đằng sau của hiện tượng này là ảo ảnh nhưng đã can thiệp vào thực tế anh đặt mông của mình lên trên ghế nó có kết cấu và không thể nào phá hủy nó đang định nghiên cứu tỉ mỉ thì trong đầu lại xuất hiện giọng nói bài thi sơ tuyển cho hạng một trung bắt đầu trên đầu một hoa văn phức tạp màu đỏ rực và lớn xuất hiện. Sao chép trung này, người thành công vượt qua. Không thành công thì bị loại. Đường Vũ ngẩng đầu lên, nhanh chóng phán đoán đây là một chữ rung sơ cấp. Coi như là loại đơn giản. Trung thiêu đốt thuộc hệ hỏa. Được khắc ở trên vũ khí, khi tấn công còn kèm theo hiệu ứng thiêu đốt, nhưng hai mắt mở to và quan sát chăm chú. Trung thiêu đốt này không giống với cái mà Kevin nắm giữ, không hề giống nhau các góc của một số chỗ vẽ có độ tinh tế khác nhau. Nhưng các điểm phân nhanh ngược lại giống nhau, chờ đã, vậy mà chỗ năng lượng này thiếu một cái tiết điểm. Năng lượng tiết điểm càng ít, nói rõ rung càng khởi động nhanh chóng và ổn định cao hơn. Tại hiệu ứng của thiêu đốt này tương tự nhau. Đường vũ đánh giá theo kinh nghiệm dày dặn đã có mấy trăm lần khắc rung thiêu đốt. Chữ rung ở bên trong không gian thánh vực càng thêm cao cấp. Chuyến đi lần này đến đúng rồi. Nếu có cơ hội bước vào không gian thánh vực thật sự, nhất định phải tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực này, đặc biệt là những kiến thức cao cấp. Cầm lấy con dao khắc chữ rung trên mặt bàn, ước lượng và cảm giác cùng bút khắc rung không sai biệt bao nhiêu. Bằng cách truyền vào nguyên lực hay có thể sử dụng nguyên tinh, rút nguyên lực ra rồi truyền đến mũi dao để khắc chữ rung. Nghĩ đến đây, anh không cần phải nhìn nó một lần nữa. Cổ tay xoay chuyển, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt trên mặt bàn trên đỉnh đầu có khắc chữ rung thiêu đốt giống như đúc luôn có loại cảm giác khi khắc chữ rung từng đi đến nơi này sẽ phát huy các di tích lịch sử đó là một hành động sai lầm vẫn là sử dụng bút khắc chữ rung để bảo vệ môi trường khi đường vũ dành một phút để khắc thành công chữ rung và dịch chuyển trở về mặt đất phần lớn người có chút bối rối người lựa chọn hàng mục rung này cũng không hề ít hầu hết đều chạy theo danh tiếng của trang bị rung hy vọng sẽ thông qua vòng sơ tuyển đấu văn này tìm ra cánh cửa. Đối với một chút thế lực không thể nắm giữ kỹ thuật trung mà nói, nó vô cùng quan trọng. Khi rung thiêu đốt xuất hiện, bọn họ rất là phấn khích. Thì ra đây chính là chữ rung. Đẹp và bí ẩn, nó khiến tôi phải choáng ván. Nhìn tới nỗi choáng ván cộng 1. Nhìn tới nỗi choáng ván cộng 2. Nhìn tới nỗi choáng ván cộng ít 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 đợi cho đến khi thời gian tuyển chọn của vòng sơ tuyển của đấu văn kết thúc, vô số người thức tỉnh đã bị dịch chuyển trở về vị trí cũ. Sau khi trao đổi và giao lưu, bọn họ mới phát hiện mình không có hiểu chữ run. Vẽ chữ run. Thật sự không làm được. Không ít người đã cố gắng sao chép nó lại nhiều lần vẫn không thể nào thành công. Dưới sự tức giận, dứt khoát khắc những từ nhìn quá chóng mặt lên trên mặt bàn và những câu nói khác. Những người thức tỉnh thâm lam vậy mà làm được Đường Vũ trong lòng muốn khắc những chữ này lên và làm thành một cái đập, khi tuyển chọn người thi đấu văn, đoán chừng sẽ trở thành một đại hội chửi bới rối. Một số lượng người tham gia không có tí kiến thức gì đã bị loại và chỉ có những người thực sự vượt qua vòng thi sơ tuyển đều là những người nắm vững kiến thức cơ bản. Yếu nhất cũng là một tên học viên rung. Có thể khắc ra rung thiêu đốt cũng chả có công dụng gì. Những người tham gia hạng mục rung, toàn bộ đội quan nhà thám hiểm của Thâm Lam đều chết trận bị loại ngay từ vòng thi đầu tiên. Trái tim cảm thấy một ngạt. Thế giới này không được thân thiện. Nhưng, đường vũ hỏi Trần Hải Bình và được biết rằng nhiều người thức tỉnh dưới sự chỉ huy của anh ta đã vượt qua vòng thi tuyển của hạng mục trung và thuốc. Không phải những người thức tỉnh ở trong quân đoàn. Mà là sau khi biết được còn có đấu văn, anh đã cử một chiếc thuyền bay mang tới những nhân tài từ mọi phương diện của lãnh địa. Khi rung cùng một chỗ còn có Kevin và những đám học viên mà ông ấy mang theo. Lần này tới đây đều là bậc thầy rung sơ cấp, thậm chí còn có 18 bậc thầy rung trung cấp đều đến nơi này. Đội hình vô cùng hoành tráng. Đầu bếp chính của lãnh địa, bậc thầy chơi cờ, bậc thầy của nông dân, và cứ như thế, những người sống sót được bộ thành phố trao tặng cho các danh hiệu vinh dự cũng đi tới không gian thánh vực. Không bao lâu, đường vũ cũng tham gia hai lĩnh vực khác y học và giám định lĩnh vực y học không phải là chế tạo thuốc, mà là nhận dạng các thành phần y dược, từ thành phần của thuốc làm ra phán đoán dược tính, dược liệu. Các dược liệu được biến đổi vô cùng chân thực, có thể chạm vào và ngửi được hương vị. Thậm chí có thể nếm thử bằng cách bẻ ra một góc. Đường vũ hai mắt sáng rực. Anh nhìn thấy rất nhiều dược liệu từ trong miệng quyến biết được, những thứ chỉ tồn tại ở trong kỷ nguyên thứ hai. Thiên tài địa bảo. So với nó, trái đất hiện tại chỉ là một chút thực vật ẩn chứa nguyên lực căn bản chả tính là cái gì cả việc giám định cũng đơn giản kiểm tra năng lực quan sát nắm giữ các loại kiến thức cơ bản cần thiết vân vân sưu sau khi đường vũ tham gia vòng thi thứ hai cuộc chiến một vơ sấp một hạng mục y học anh không có bị dịch chuyển về vị trí ban đầu mà đi tới một không gian khác tham gia vòng thi thứ hai cuộc chiến của trung này có cần phải vội vàng như thế không người tham gia không có quyền con người hay sao? Xuất hiện đối diện với đường vũ là một thanh niên trẻ tuổi nhìn có học vấn, mặc một chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm và đeo kính gọng vàng, có sự phản quan ở trên tròng kính. Cả người toát lên khí chất của một người học tập chăm chỉ. Ngón trỏ của thanh niên chạm vào sóng mũi và nâng kính lên. Thoáng nhìn đường vũ mặc trang phục chiến đấu, ánh mắt anh ta ở sau tròng kính có chút kinh ngạc. Loại người mang rợ này, làm sao vượt qua vòng thi sơ tuyển? đây là lãnh thổ của những người có văn hóa như chúng ta, làm sao có thể bị ô nhiễm bởi một bầu không khí mang rợ như thế này. Thôi thôi, nhanh chóng loại tên mang rợ này ra ngoài cho rồi, ở vòng thi tiếp theo cùng những chuyên gia lĩnh vực trung đối đầu. Xoát Một chữ rung tràn ngập ánh sáng xuất hiện trước mắt hai người. Rung sắc bén sơ cấp, một trong những chữ rung cơ bản nhất, so với chữ rung thiếu đốt còn đơn giản hơn. Nhưng lần này không phải vẽ lại mà còn khắc họa ra một chữ rung thực sự có mạch nguyên lực, có nút năng lượng và chữ rung này có hiệu quả gia tăng sự sắc bén của vũ khí. Sau khi khắc xong, lấy tỷ lệ công kích thực tế của năng lượng rung để quyết định thắng thua. Đường vũ liếc mắt liền không nhìn nữa, anh cầm lấy con dao khắc lên, hạ bút xuống, từng chỗ khắc xuống giống như có thần tính. Điểm công của rung Độ sâu cạn Năng lượng phân nhánh Mạch năng lượng nối liền với nhau Trung sắc bén sơ cấp, anh đã có mây nghìn lần kinh nghiệm khắc ghi, nhớ năm đó bởi vì muốn làm nền móng vững chắc khi học chữ rung, không biết đã luyện biết bao nhiêu cây bút chữ rung, chất liệu mềm mại cộng với tính dẻo dai phần bụng của ma thú, đầy đủ chất thành một tòa núi nhỏ. Có thể nói chỉ cần nhắm mắt lại, anh cũng có thể khắc ra được. Tên thanh niên trẻ có học thức cũng rất quen thuộc với rung sắc bén sơ cấp. Bất quá hắn bốn đồng nhìn lại lần thứ hai và nhìn tiếp lần nữa. Thật là ảo diệu. So với chữ rung sắc bén mà nơi trú ẩn bọn họ nắm giữ, nhiều hơn hai cái, thêm một mạch năng lượng mới được thêm vào và hiệu quả mạnh mẽ hơn. Kiếm lớn rồi. Cuối cùng, hắn phải mất tới 5 phút rưỡi mới có thể thắt ra chữ rung sắc bén sơ cấp. Thanh niên trẻ lau mồ hôi trên trán và rất hài lòng với phần thi của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Đường Vũ cũng đã hoàn thành thắt xong, nhưng hắn cũng không có để ý và vẫn còn chìm đắm nghiên cứu chữ rung ở bên trong. Tích, khắc xong bắt đầu tiến hành kiểm tra tỷ lệ năng lượng vận chuyển của chữ rung. Chữ rung ở trên bàn thanh niên trẻ có học vấn sáng lên. Sau một lát, tiên, tỷ lệ vận chuyển của năng lượng là 81 điểm, tốt. Điểm số này cũng không hề thấp. Lãnh địa có dụng cụ kiểm tra rung tương tự. Bình thường nếu mà nói 60 điểm, tức là nói chữ rung đó có năng lượng vận chuyển xuất ra là trên 60%. Đó là chữ rung đã đủ tiêu chuẩn. Điểm tuyệt đối là 100, được đánh giá là hoàng mỹ. 10 lần khắc chữ, 8 lần trên 60 điểm, chính là một bậc thầy rung sơ cấp tương đối thành thục. Một số thương nhân có chút ẩu tả, chính là tỷ lệ năng lượng vận chuyển còn chưa đạt tới 60% cũng dám trao bán ở trên thị trường. Đường Vũ đã nhìn thấy qua rất nhiều trang bị rung của những nơi trú ẩn khác và chúng là những sản phẩm kém chất lượng và với tỷ lệ vận chuyển năng lượng xuất ra vô cùng thấp. Với 81 điểm nếu chữ rung được khắc ra trên vũ khí. Vũ khí này có thể được xem như là hàng tốt, giá bán ra bên ngoài có thể tăng thêm 30% đến 50%. Trình độ của tên thanh niên trẻ kia cũng không có tệ. Nhưng đường vu đang nghe truyện trên TV audio CV đối với chính mình càng tự tin hơn. Chữ rung trên bàn của anh cũng sáng lên. Tiên Tỷ lệ năng lượng vận chuyển xuất ra đạt 120 điểm, siêu, siêu cấp chính đường vũ cũng sững sờ. Năng lượng vận chuyển làm sao có thể vượt qua năng lượng vốn có mà rung sở hữu ban đầu. Không khoa học chút nào. Rung do chính xưởng sản xuất cũng chỉ có tỷ lệ xuất ra là 100%. Tuy chữ rung anh khắc ra là hoàn hảo về mặt thực tế, hình thức, kết cấu, cảm giác, vân vân. Nhưng, anh ngẩng đầu lên nhìn chữ rung mẫu. Rồi anh lại nhìn chữ rung mà mình khắc ra, à, nó không giống nhau, có vài điểm khác biệt ở trong mạch năng lượng. Đường Vũ chỉ nhớ rằng chữ rung ở trong không gian thánh vực đưa ra, cùng mình có thể là phiên bản không giống nhau, cũng là chữ rung sắc bén sơ cấp anh khắc quá nhiều nên trong vô thức khắc nó đi ra. Nhưng mà, chờ một chút. Lúc trước, chữ rung thiêu đốt, rõ ràng không tốt bằng phiên bản chữ rung ở trong không gian thánh vực, nhưng chữ rung sắc bén sơ cấp này vậy mà có tỷ lệ vận chuyển năng lượng xuất ra cao hơn. Đường Vũ quan sát một chút, quả nhiên chữ rung ở trong tay của mình càng thêm tinh xảo. Tỷ lệ vận chuyển năng lượng xuất ra 120%, xuất phát từ việc so sánh với bản mẫu của thánh vực đưa ra. Kỷ nguyên thứ hai đã chinh phục hàng nghìn thế giới và tất cả các ngành nghề đều phát triển đến đỉnh cao sao. Bạn có chắc là không mang tới một cái chữ rung giỏm để lừa gạt tôi phải không? Các chữ rung ở lãnh địa, có ba nguồn cung cấp. Thứ nhất, là mua bản vẽ chữ rung từ thị trường. Thứ hai, sau khi mua một số bản vẽ trang bị có thể giải mã ngược lại và phá giải các chữ rung được khắc ở trên chúng. Thứ ba, chính là Kevin và những người tùy tùng nắm giữ chữ rung. Chữ rung thiêu đốt là đến từ bộ sưu tập của Kevin. Mà chữ rung sắc bén sơ cấp lại là một trong ba chữ rung cơ bản sau khi chế tạo công sủng. Kevin, Thánh vực, Hệ thống Trong trận chiến ở hạng Mục Trung, Đường Vũ một đường tiến lên và hầu hết các đối thủ của anh đều ở cấp bậc Thầy rung sơ cấp và một số người còn chưa đạt tới tiêu chuẩn đó. Mà người thanh niên trẻ nhìn có chút học vấn là một trong những đối thủ giỏi nhất trong số bọn họ. Trong lúc đó, Đường Vũ rốt cục cũng đụng phải một chữ rung sơ cấp mà bản thân anh không biết, anh sử dụng con mắt tinh tường quan sát và nhớ kỹ ở trong lòng. Lần này, lãnh địa thông qua vòng thi này, liền có 100 người vượt qua. Mỗi vòng các chữ rung xuất hiện ở trong mỗi vòng đều không có giống nhau. Sau mấy vòng qua đi, anh đã biết có tới 6 loại chữ rung mà lãnh địa còn chưa có. Nhưng thật đáng tiếc, chữ rung rất là khó nhớ. Ngoài trừ anh, Y Liên và Kevin mới có thể mạnh mẽ nhớ những chữ rung lạ lẫm này. Những người khác cần phải trải qua vô số lần luyện tập mới có thể dưới tình huống không có vật tham chiếu mới có thể đem chữ rung khắc ra thành công. Trong hạng một chữ rung, Đường Vũ tiến hành 5 vòng đấu thắng cả năm. Hạng mục y học cũng là năm trận thắng. Hạng mục giám định, người lựa chọn nó cũng không có bao nhiêu cho nên vị trí tuyển chọn cũng ít. Năm vòng qua, đường vũ đã sử dụng con mắt tinh tường, không cần nói đạo lý gì cả liền nghiền ép hết tất cả đối thủ. Một lần anh gặp phải một chuyên gia giá, xém xíu nữa kính lão rơi xuống. Thật là tội lỗi. Tuy nhiên, đường vũ cũng vui vẻ. Đấu võ dễ dàng cầm xuống, vốn đã nằm ở trong dự đoán chả có tí nào vui sướng ngược lại phần đầu văn này trước kia anh chỉ là một tên ngu dốt ở thời đại học giờ đây lại có thể đè bẹp vô số nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên gia giáo sư làm cho đường vũ có cảm giác thành tựu quả nhiên mình thật sự tài năng quá đi mà trước kia học tập không được tốt nhất định giáo sư và sách giáo khoa đã dạy sai cách y liên đi tới trên tay cầm bộ lông của ma thú trên đó khắc một chữ rung màu xanh lam Lãnh chúa, ngươi nhìn xem đây chính là rung tôi vừa mới đạt được có tên là Băng Vĩnh Cửu. Tôi đã tiến hành tối ưu hóa nó, tỷ lệ sử dụng năng lượng tăng lên 35%. Nó có thể tiết kiệm rất nhiều nguyên tinh trong các cơ sở làm lạnh của lãnh địa. Đường Vũ chỉ biết chết lặng và nhẹ gật đầu. Được rồi. Tiếp tục tìm hiểu chữ rung thôi. Với nhiều trận thắng liên tiếp ở phần thi đấu văn, Đường Vũ cảm thấy anh tính điểm ở hạng mục nào? anh cũng đạt đủ điều kiện vị trí tuyển chọn ba phần có lẽ sẽ thu hoạch được ba suất cuối cùng phần thi đấu văn đã kết thúc dưới sự bao phủ của cổ lực lượng thần bí kia anh biết mình suy nghĩ nhiều với rung là một phần quà rung trung cấp bao gồm các lưu ý khi khắc từng nét từng nét được phản ánh ở trong tâm trí nó có thể được khắc trực tiếp sau khi so sánh với nhau y học ngẫu nhiên đạt được một phần công thức có mạnh có yếu phần giám định phần quá chính là một ít kiến thức không mấy phổ biến, chỉ làm tăng thêm kiến thức của anh mà thôi. Ở mu trên bàn tay phải, một ký hiệu tượng trưng cho phần tuyển chọn để gia nhập, tại trước đó có ký hiệu đã nhiều thêm một phần. Hai phần hoa văn màu vàng và kỳ ảo đang xen lại với nhau. Tuy ở trong tưởng tượng anh nghĩ mình sẽ nhận được thêm ba suất học, nhưng thật đúng là có thể nhận được nhiều lần không? Thêm một cái nữa thì có ích gì? Nghĩ nghĩ, trong đầu anh hiện ra một cổ tin tức là một bản đồ phân bố của thánh vực. Bọn họ hiện tại ở khu vực Bắc Đông chỉ là phần không gian bên ngoài của thánh vực, thánh vực thật sự, ánh mắt Đường Vũ nhìn về phương xa, ở phía bắc, sau khi có một kết giới là một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo. Thì ra đó mới chính là không gian thánh vực thật sự. Phần thi tuyển chọn đã kết thúc, những người khác vẫn chưa bị đuổi ra khỏi không gian thánh vực. Đường Vũ bàn giao cho một số chỉ huy quân đoàn và các nhân viên cấp cao của bộ thành phố đem lối vào của cuộc sáng thánh vực biến thành một cái thị trấn nhỏ nhân cơ hội này để chiêu mộ nhân tài ở khắp nơi. Sau đó, anh mang người có tư cách nhập học tiến về phía bắc không gian thánh vực, khu vực bắc đông bốn phương tám hướng đều có kết giới và hầu hết các kết giới đều đối diện với các khu vực không gian vũ trụ khác. Đường Vũ đã từng suy đoán một số khu vực này không thể tìm thấy một số địa điểm tương ứng trên trái đất hoặc nói đúng hơn là đang ở một chiều không gian khác hay đơn giản là gặp biến cố ở kỷ nguyên thứ ba và bị tiêu diệt kết giới ở phía bắc phía đối diện chính là một làn sương mù xám xịt vừa tới gần hoa văn màu vàng được khắc trên lòng bàn tay của anh hơi sáng lên sương mù phía đối diện có chút tản đi mở ra một lối vào có thể để hai người đi cạnh nhau nhưng con đường rất dài không thể nhìn thấy điểm cuối kết giới ở trước mặt cũng hiện ra từng đường vân giống như sóng nước có thể trực tiếp tiến về phía trước liền có thể vượt qua Cột sáng thâm lam nằm ở vị trí trung tâm khu Bắc Đông, khi đường vũ và những người khác đến nơi, thì đã có người tiến vào trước rồi. Nhưng diện tích cũng không nhỏ, kết giới ở phía Bắc dài khoảng 100 cây số, khó có thể nhìn thấy được bóng người khác, chỉ có một đoạn đường từ từ tan ở trong sương mù, cho thấy có người đã đi qua nơi này. Dừng lại một lúc. Đường vũ cất bước đi về phía trước. Phía sau anh là hàng trăm người thức tỉnh mặc đồng phục thống nhất. Thánh vực, khu vực thất đông vị tộc trưởng hiện tại của cổ linh hoàng triều cổ ý với nụ cười ở trên môi nhìn qua vô số đệ tử trẻ tuổi của hoàng gia còn có những người thức tỉnh thiên tài mà bọn họ đã chiêu mộ được mọi thứ đã sẵn sàng di sản của các vị thánh nhân chắc chắn phải lấy được tới tay thánh vực khu vực thập ngũ tây câu lạc bộ anh hùng bọn họ không có nhiều người nhưng mỗi một người đều là cao thủ hàng đầu cũng không thiếu siêu phàm người đứng đầu là một người có mái tóc vàng mạnh mẽ như những tia chớp xoay quanh toàn bộ cơ thể anh ta mỉm cười bước về phía trước sau đó bước về phía trước xuyên qua kết giới và bước vào trong làng sương mù khu vực 33 phía nam liên minh pháp sư một ông già đội chiếc mũ pháp sư nhọn tại ở chỗ kết giới sờ sờ ngó đông ngó tây sau đó ở trên hàng rào có ánh sáng lấp lóe bất định giống như một khuôn mặt không ngừng thay đổi ông lão chỉ mỉm cười và không khỏi rụt tay trở về Đi thôi, đi thôi, tái hiện ánh hào quang trước kia của phù không thành ngày xưa thôi. Một chỗ khác ở khu vực số 8 phía đông. Nishimura, thủ lĩnh của Thiên Lang Điện, cùng vài tên thành viên cốt cán đã chạy thoát khỏi sự truy sát, đi tới trước kết giới. Làng sương tan biến và Nishimura đã bước vào với khuôn mặt u ám. Trong vòng tay, một vòng hạt châu nhỏ, phía trên truyền tới một luồng ánh sáng kỳ lạ ở trên đó. Bên ngoài một cột ánh sáng sương mù đỏ bao trùm ở khu vực không gian. Nơi này là khu vực cấm của người thức tỉnh, phía dưới ma thú đang gào thét thất thanh. Một con sói thối rửa đang đi lang thang và bỗng nhiên móng vuốt của nó chạm vào cục sáng màu xanh nhạt. Chi? Một giây sau, toàn bộ con sói thối rửa đã biến thành vô số hạt bạn và phiêu diêu trong gió. Vài bóng người xuất hiện, đứng ở trên hư không cách đó ở không xa. Không khí ở xung quanh bóng người có chút bị vặn vẹo, nhìn không ra bộ dáng gì. Một trong số họ duỗi tay ra, giống như động vật chân đốt của loài côn trùng và ném một quả cầu nguyên lực về phía chùm ánh sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, người nọ khống chế trường lực của siêu phàm bay về phía sau, mấy người khác cũng nhanh chóng rút lui. Ánh sáng màu xanh lá cây mờ ảo và trải rộng ra, bao phủ cả bầu trời và trái đất. Bên trong phạm vi, tất cả ma thú và thực vật đều hóa thành bột mịn chỉ còn lại một chùm ánh sáng và bề mặt trống rỗng ở xung quanh kết giới do đám thánh nhân này bày ra không phải dựa vào thực lực của chúng ta là có thể phá bỏ một giọng nói khàn khàn vang lên những tên dị tộc ra tay đều thờ ơ chuẩn bị sẵn sàng đi không gian thánh vực thật sự đã mở ra rồi thời cơ rất nhanh sẽ đến thôi đường hầm sương mù dài vô cùng đường vũ tản bộ ở trong đó dưới chân cũng không phải là mặt đất mà là một mảnh hư không vô tận nhưng không cần bay, cho dù bất luận là ai cũng có thể đi được trên mặt đất. Không gian bên ngoài và không gian thánh vực thật sự. Khoảng cách của cả hai bị ngăn cản không chỉ bởi một lớp kết giới mỏng mà là một con đường không gian dài. Ở trong đó, Đường Vũ không dám tăng tốc. Đi bộ khoảng 10 phút. Có ánh sáng ở cuối sương mù. Đường Vũ tăng nhanh tốc độ, vận chuyển nguyên lực, sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ. Ào ào phản phất giống như từ dưới đáy nước lao ra khỏi mặt nước, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng trên mặt đất. Đường vũ dừng lại nhìn xung quanh và cảm thấy tràn đầy kinh ngạc. Không gian thánh vực, thậm chí kỷ nguyên thứ hai là thời kỳ thịnh vượng nhất của khởi nguyên tinh đó chính là khu vực hạch tâm. Thông qua toàn bộ của khởi nguyên tinh. Nuôi dưỡng thiên tài. Các vị thánh nhân đều tỏa trấn. Siêu phàm, trong mắt của những người bình thường đó chính là thần tiên thánh nhân càng có quyền năng vô hạn hơn nữa. với cảnh giới và kiến thức của anh, còn không có cách nào nghĩ đến. trong tưởng tượng của đường vũ, thánh vực chắc hẳn là khung cảnh như chốn thần tiên. so với phù không thành, huyền không sơn càng làm cho người ta rung động hơn. trước mắt nhìn lại, rung động cũng có, có không biết bao nhiêu tòa thông thiên tháp, có thác nước treo lơ lửng ở độ cao mấy nghìn mét, giống như giải ngân hà đổ xuống chính tầng trời thành phố thì liếc mắt nhìn qua không có thấy điểm cuối, lúc ẩn lúc hiện ở trong đáy mắt. Chỉ là thông thiên tháp từ trên xuống dưới có một vết cắt nghiêng và trơn nhẵn, biến thông thiên tháp thành tháp nghiêng thông thiên. Thác nước lớn vĩ đại đứng sừng sững ở độ cao hàng nghìn mét ở trên bầu trời cũng bị phá hủy bởi một lực lượng không thể tả. Chỉ còn lại một số ít dòng nước trút xuống, tuy vẫn ngoạn mục như lúc trước những so với ban đầu kém xa hơn rất nhiều. Thành phố khổng lồ ở phía xa kia nhìn có vẻ tiêu điều và tĩnh mịch. Hầu hết các tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng một số nơi đã bị phá hủy, hình thành từng cái hố sâu khổng lồ, thậm chí có từng mảnh đã bị xóa bỏ. Một ý tưởng kỳ lạ đột nhiên nảy ra ở trong đầu Đường Vũ, giống như từng giọt nước rơi xuống thành phố đã vẽ xong. Những giọt nước tuy nhỏ, so với giấy vẽ không lớn bao nhiêu, nhưng nếu so thành phố giống như tờ giấy nó càng khổng lồ hơn rất nhiều. Đặc biệt là phía bên phải ở cuối tầm nhìn. Cả thành phố bị cắt ra làm đôi ở phía xa là ánh sáng đen vô tận làm cho người ta tim đập thình thịch đây không thể là diện mạo ban đầu của thánh vực năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến người ta có chút suy nghĩ lắc đầu từ trong sương mù đi ra quay đầu nhìn lại là dãy núi trải dài vô tận rừng rậm xanh tốt không còn chút dấu vết của sương mù y liên và những người khác bước ra khỏi không khí gợn sóng nhìn xung quanh với sự tò mò kinh ngạc và cảnh giác xung quanh hãy đến đây một giọng nói máy móc và cứng ngắc của thánh vực liền không có bất kỳ gợi ý gì nữa về sau là núi rừng nguyên thủy phía trước là di tích thành phố của thánh vực không cần phải lựa chọn nếu có cơ duyên chín mươi phần trăm liền ở trong thành thị thành phố tưởng như gần nhưng trong thực tế lại xa vô cùng bởi vì cần phải cân nhắc bước chân của một số người nên tiến độ của đội ngũ cũng không hề nhanh phải mất mấy chục phút mới có thể tiếp cận thành phố này không có tường thành các tòa nhà được xây dựng sang sát với nhau. Mặc dù phong cách rất khác so với thời hiện đại, nhưng nó vẫn phù hợp với thẩm mỹ của con người hiện đại, có không ít công trình kiến trúc trong thế kỷ 21, tất cả đều có thể gọi là kỳ tích. Ngay cả trải qua những năm tháng tan thương, ngoại trừ bị phá hủy, những tòa nhà này vẫn không có bị hư hại nhiều. Không có ai ở trong thành phố và không thấy người thức tỉnh nào đạt được vị trí ở nơi này. Nhìn xung quanh, nhất thời không biết cơ duyên ở nơi nào. Thánh vực nếu là một thành phố, chắc chắn sẽ có khu dân cư, khu thương mại và các khu vực khác. Không phải nơi nào cũng có giá trị, cần phải tìm được địa phương năm đó bồi dưỡng thiên tài mới được. Suy nghĩ một chút, ngay cả khi một khu vực rộng lớn của thành phố đã bị phá hủy, vẫn như cũ rộng lớn vô cùng so với toàn bộ khu vực vòng tròn phòng thủ của Bắc Đình đều lớn không biết bao nhiêu. Thăm dò một chút, hiệu quả quá thấp. Hiện tại xem ra không có nguy hiểm gì ở trong thánh vực không cần toàn bộ đội ngũ tập hợp cùng một chỗ chia thành nhiều đội có thể dễ dàng tìm được cơ duyên tích hợp với bản thân đúng giám đốc nói đúng có vài người tiến vào sớm hơn chúng ta không thể để cho những người kia nhanh chân đến trước trong kế hoạch của đường vũ đội ngũ lấy một siêu phàm làm nòng cốt một khi gặp nguy hiểm có thể ngăn cản và phát ra tín hiệu cầu cứu khi đi thăm dò với siêu phàm ngồi ở trung tâm những người khác phân tán ra như vậy có thể cải thiện đáng kể hiệu quả tìm kiếm cơ duyên, so với tự mình đơn độc tìm kiếm nhanh hơn rất nhiều. Lão Ngôn, ông dẫn một đội, không dẫn một đội, Hồng Nguyệt một đội. Không, Hồng Nguyệt và Gretel là những người vừa mới đột phá siêu phàm, thực lực của bọn họ tăng lên nhanh chóng, không hề yếu hơn Ngôn đỉnh thiên, thậm chí có phần vượt trội hơn. Y Liên đột nhiên mở miệng, ta và ngươi một đội. Nancy cũng giơ tay lên, còn tôi nữa đường vũ biết rõ y liên và những người khác đang lo lắng sự an toàn của mình bản thân thánh vực có nguy hiểm hay không anh cũng không thể nào chắc chắn nhưng những người tiến vào bên trong thánh vực người của kỷ nguyên thứ tư cũng không có thiếu siêu phàm cho dù anh có sức chiến đấu tương đương thậm chí có thể giết chết siêu phàm bình thường anh vẫn chỉ đang ở trong giai đoạn thức tỉnh và cũng có nhiều khuyết điểm nếu có một tên siêu phàm âm thầm đánh lén rất có thể sẽ gây nguy hiểm đối với anh anh cũng không phải là giám đốc đường lúc nào cũng bất khả chiến bại ở trong mắt mọi người. Nancy bản thân là đội trưởng đội vệ sĩ, Đường Vũ không có ý định để cho cô ấy tự mình dẫn đội. Anh cũng lo lắng Nancy mà dẫn đội sẽ khiến cả đội ngủ lạc lối. Y Liên đã nói như vậy, anh cũng chỉ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta sẽ phân thành năm đội, tiến đến từ các hướng khác nhau. Nếu gặp phải tình huống gì, nhớ liên lạc thông qua quả cầu pha lê hoặc bắn pháo tín hiệu. Nói xong, Đường Vũ mang theo Y Liên và 24 thành viên của đội cận vệ, 100 thành viên của quân đoàn điều tra và hơn 10 người thức tỉnh của cục tình báo và đi ra đường chính. Các đội khác đi đường vòng theo hướng khác. Nhưng mục đích cuối cùng là như nhau, trung tâm của thành phố Thánh vực. Theo logic thông thường, các công trình quan trọng của Thánh vực nên nằm ở bên trong, cũng là đại phương có nhiều cơ duyên nhất. Nhưng ở vòng ngoài nhất định cũng có không ít, nhiều thêm mấy con đường chắc chắn sẽ có thêm nhiều báo vật đi thẳng dọc theo đại lộ. Hai bên đều có biệt thự sang trọng, đường vũ lựa chọn một trong số đó nhìn có vẻ cao cấp, vừa mới bước vào, trước cửa rộng trải hiện ra một màn ánh sáng đem anh cự tuyệt ở bên ngoài. Đường vũ Anh còn tưởng những nơi này có thể tự do ra vào. Đó hẳn là cấm chế. Y Liên nhìn và nói ra. Cấm chế là một loại ở trong mảng rung, nó có tác dụng ngăn cản và bảo vệ. Cấm chế ở trước mắt, nói trắng ra là kiểm soát lối ra vào, không có thể ra vào nên không có vào được. Đường vũ giơ tay lên, cửa kiểm soát không có phản ứng. Hoa văn chính là chìa khóa của thánh vực, có lẽ còn có thể dựa vào cái này để tìm một số nơi quan trọng, nhưng hiển nhiên, những căn biệt thự này là tư gia. Sờ sờ cầm, đường vũ bỗng nhiên hô, có người ở đây không? Tiếng vang vang vọng. Nếu không có ai ở đây, chúng tôi sẽ tự đi vào đấy. Có hai cách để phá giải cấm chế, một là bẻ khóa mật khẩu và các còn lại là bẻ khóa một cách bạo lực. Sử dụng con mắt tinh tường và nhìn thấy mấy chục cái tiết điểm năng lượng đang thay đổi phương hướng. Cần phải phá bỏ 10 cái cùng lúc trong đó mới có thể cởi bỏ được cấm chế. Nó hơi phức tạp, cho dù có sự trợ giúp của con mắt tinh tường, nó cũng khiến cho anh cảm thấy hoa mắt. Độ khó cao hơn nhiều so với lúc trước phá bỏ ảo ảnh của đám dị tộc. Không hổ là kỹ thuật trận pháp của kỷ nguyên thứ hai. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một cái cửa kiểm soát của ngôi nhà, cũng chả phải cơ quan bí mật gì. Đường Vũ nhận thấy mức năng lượng của cánh cửa kiểm soát ra vào không cao. Nó giống như khoảng cách độ dày của các an toàn gia đình và kho bạc ngân hàng. Không bằng. Anh giơ tay lên, ngọn lửa ngưng tụ thành quả bóng đánh vào trên màn ánh sáng của cánh cửa kiểm soát ra vào. Màn sáng nổi lên từng gợn sóng rồi nhanh chóng ổn định trở lại. Cùng nhau tấn công đường vũ lui về phía sau một bước rất nhiều người thức tỉnh trong đội phòng thủ và đội tuần tra có rất nhiều am hiểu tấn công từ xa các loại phép thuật và năng lực bẩm sinh liên tục tấn công vào cánh cửa những gợn sóng ở trên màn ánh sáng càng ngày càng trở nên dữ dội hơn không chỉ trước cửa lớn mà ngay cả những bức tường xung quanh đều hiện ra màn ánh sáng giống như một cái chén úp ngược lại và bao phủ lấy toàn bộ ngôi biệt thự lúc này cái chén lớn không ngừng rung động rốt cục cũng nổ tung một tiếng có người không kịp thu tay lại ngọn lửa năng lượng đã đánh ra trúng vào trên cánh cửa mặt đất và bức tường ầm ầm ngọn lửa bùng lên ngoài dự liệu là bức tường vẫn chưa bị sụp đổ mà chỉ ở trên mặt đất và xung quanh bức tường có lưu lại một số vết cháy đen quả nhiên là tài liệu tốt được sản xuất bởi kỷ nguyên thứ hai nhìn thấy thế trong lòng đường vũ muốn đào đi một phần mang về nhưng sau khi liếc mắt nhìn đám người ở phía sau anh vẫn kiềm chế được những dục vọng ở trong lòng được rồi muốn đào phải chọn bức tường cao cấp nhất chẳng hạn như thông thiên tháp nhìn qua cũng không tệ cho lắm anh xua tay mọi người lục soát một chút nghiêm túc một chút không nên phụ lòng của tổ tiên đem chúng ta tiến vào không gian thánh vực bảo vật của bọn họ sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng chúng ta đám người thức tỉnh ở dưới trướng tiến vào không gian thánh vực giống như không phải để bọn họ lục soát nhà cửa sau nhưng cả đám hai mắt đều tỏa sáng và nhanh chóng xông vào giám đốc căn phòng thứ năm bên trái tìm được một ít sách giám đốc tôi tìm thấy một số tài liệu ở bên phía bắc và đã được đóng gói mang đi giám đốc chúng tôi phát hiện ra một vườn thuốc nhỏ chỉ là đã lâu không có ai chăm sóc phần lớn thuốc đã bị khô héo giám đốc chúng tôi tìm thấy một căn phòng chắc hẳn là phòng ngủ chính trong đó có một cái két sắt đường vũ lập tức đi đến phòng ngủ chính Nói là phòng ngủ, nhưng ít nhất cũng khoảng 200 mét vuông. Các loại trang trí tinh xảo làm cho người ta không kịp nhìn. Chiếc giường lớn kia càng có thể chứa được từ 3 tới 5 người lăn qua lăn lại. Thoạt nhìn trong còn khá mới, nơi này chắc hẳn có trận pháp để duy trì sự phân hủy của các vật chất và những vật liệu bất thường cũng là lý do, đường vũ đã cướp, nhầm. Mà là khai cuộc được không ít bí cảnh của kỷ nguyên thứ tư, rất nhiều công trình kiến trúc và đồ vật đều đã đổ nát và mục nát, nhưng ở thành phố thánh vực đúng là đứng ngoài quy tắc của thời gian. Két an toàn có kích thước gần bằng tủ quần áo. Ban đầu nó được giấu ở bên trong bức tường, nhưng vẫn không thể thoát khỏi kinh nghiệm phong phú của binh đoàn điều tra. Bất quá, bọn họ không thể mở ra, phía trên còn có cấm chế. Giám đốc, có cần dùng phương pháp cũ hay không? Lộ tiểu bằng giơ vũ khí trong tay lên, nhắm vào két sắt. Y liên nhìn chăm chú vài giây, không được. Đây là một loại cấm chế cao cấp hơn và nó còn có chức năng tự hủy. Cô nói xong và ngồi xuống, ngón tay như ngọc duỗi ra, năng lượng ngưng tụ ở đầu ngón tay, dừng lại khoảng 2-3 giây. Bỗng nhiên, duỗi về phía trước ấn vào phía trên ổ khóa của két sắt khoảng 3 in tiến lên khoảng 2 in dừng lại khoảng 10 giây, ngược chiều kim đồng hồ vẽ ra một nửa vòng tròn. Đường Vũ chỉ nhớ theo lời của Y Liên, dựa theo quy tắc chứng nhận của trận pháp sư, cô được xem như là một trận pháp sư cao cấp có khả năng sắp xếp các mảng trung cấp cao làm vị trí hạch tâm và một số trung trung cấp bao phủ xung quanh mảng trung cấp cao kia. Phá giải một cái kết sắt dân dụng nhỏ này, tất nhiên không có gì khó. Hơn nữa, thời gian trôi qua lâu như vậy, cấm chế đã yếu đi rất nhiều. Khoảng 2 phút sau, bùng một tiếng, cấm chế ở trên kết sắt đã hóa thành vô số hạt ánh sáng và tan biến. Phần còn lại là bước mở khóa vô cùng đơn giản, quân đoàn điều tra có người thức tỉnh chuyên môn chịu trách nhiệm về vấn đề này. Kết Kết Một phen thao tác thuần thục, đâm, chọc, xoay, kết sắt nhanh chóng bị mở ra và vật phẩm đã xuất hiện ở trước mắt. Một vũ khí, một cuốn sách, một lọ thuốc đã được bảo quản tốt. Thần binh siêu phàm, sách phù ngữ, còn có chất lỏng sinh mệnh. Thuốc thì đường vũ đã thông qua con mắt tinh tường mới biết được tên gọi, dùng để chữa trị vết thương, có thể giữa rành lăng sinh tử có thể hồi phục lại. Đây cũng chính là phiên bản cao cấp của bình thuốc hồi phục. Sách phù ngữ thì đường vũ lật qua vài trang xem thử, nói về những trận pháp, anh lập tức đưa cho Y Liên. Thần binh siêu phàm là một thanh kiếm lưỡi rộng, thuộc về thần binh siêu phàm cấp 1. Thu hoạch có chút phong phú. Phải biết vũ khí mà anh hay sử dụng cũng mới chỉ có cấp A3, cũng không được xem là vũ khí siêu phàm thật sự. Ngoại trừ sự khác biệt về chất liệu, sự khác biệt lớn nhất của một vũ khí siêu phàm và vũ khí rung chính là nó có thể luyện hóa. Vũ khí rung cấp A vẫn chỉ là một thanh vũ khí mà thôi, còn đối với vũ khí siêu phàm, sau khi bị luyện hóa, giống như là thêm một bộ phận tay chân ở trên người, cho dù có bị cướp đi, không xóa được dấu ấn của chủ nhân, kẻ địch cũng không thể nào sử dụng được. Bản thân còn có chức năng tự động chữa trị. Sau khi khám phá toàn bộ biệt thự trong 10 phút, Tất cả thu hoạch đều bỏ vào bên trong không gian ba lô của những người thức tỉnh dưới trướng Mỗi người bọn họ đều mang theo hai ba lô trung cấp khoảng 20 mươi ô Cho dù có đi đến ba tới năm căn biệt thự đi chăng nữa cũng dư sức chứa hết được Đây là lợi ích của việc nhiều người Ấn tượng duy nhất của chủ nhân căn biệt thự này để lại cho đường Vũ là ông ta quá giàu có Nhìn sang vô số căn biệt thự ở hai bên đường, đường Vũ hai mắt đỏ hoe Chật, quên đi thôi không thể nhặt hạt vừng ném dưa hấu nhìn về phía khu vực trung tâm của tháp thông thiên đường vũ dùng nghị lực lớn cắt đi sự không nở trong lòng không phải căn biệt thự nào cũng có người ở hơn nữa căn biệt thự mà lúc nãy anh mới kiểm tra qua quy cách rõ ràng cao hơn những căn biệt thự khác chưa chắc đã có thu hoạch như thế sau khi cố gắng thuyết phục bản thân anh gia tăng tốc độ chạy tới nhìn những căn biệt thự ở hai bên đường như không có gì vừa chạy trên đường Đường Vũ đã đọc những cuốn sách mà anh vừa lấy ở trong căn biệt thự kia để tìm hiểu thành phố này và tìm ra những nơi có giá trị nhất. Xoát. Xoát. Lật hết trang này sang trang khác. Đối với một số sách in, không cách nào dùng phương pháp quét qua bằng lực lượng tinh thần để hiểu hết được ý nghĩa bên trong. Cũng may, đường vũ biết chữ của kỷ nguyên thứ hai, không phải chữ nào anh cũng có thể đọc được, nhưng kết hợp với bối cảnh thì ý nghĩa cũng không có gì khó đoán thì ra là thế năm đó thánh vực cứ cách một đoạn thời gian từ khởi nguyên tinh và nhiều hành tinh mà nó cai trị sẽ tuyển chọn thiên tài thông qua phần thi kiểm tra những thiên tài kia có thể ở bên trong thánh vực lựa chọn một căn biệt thự tương tự như những cuộc tuyển chọn của thánh vực trước đây bất quá chỉ có những người được mời tinh linh người thú hay các giống loài khác hẳn đã trải qua càng thêm khắc nghiệt hơn thiên tài có được tư cách tiến vào thành phố của thánh vực có thể sử dụng một số bảo địa của thành phố cái gọi là cơ duyên xem ra đường vũ đã hiểu được một chút nơi mà các thánh nhân đã để lại các truyền thừa thác nguyệt hoa có thể nâng cao chất lượng của nguyên lực tụ linh chi địa có thể làm cho siêu phàm nhanh chóng tích lũy năng lượng thậm chí là có thể cảm ngộ công pháp ở ngộ đạo thạch bi má lại to rồi lãnh địa trước mắt duy nhất có được cũng chính là vùng đất truyền thừa hơn nữa nghe nghiệp nâng cao chỉ mới đếm được có hai cái bàn tay những thiên tài sống ở trong thánh vực cũng mạnh hơn những gì đã tưởng tượng hầu như đều là siêu phàm yếu nhất chính là cũng sắp tiếp cận hơn người chắc chắn sẽ trở thành siêu phàm trách không được vốn liếng phong phú thánh vực to lớn khó có thể tưởng tượng đây không phải là một cái tiểu thế giới đơn giản như vậy mà là một thế giới thứ nguyên nếu có thể tiếp tục mở rộng một ngày nào đó nó cũng có thể trở thành một vũ trụ thu nhỏ núi non sông mặt trăng ngôi sao tất cả có thể đều phát triển một cách tự nhiên mà thánh thành là thành phố duy nhất ở trong thánh vực đã từng tuyên bố sẽ không bao giờ thất thủ từ khu vực bên ngoài đến khu vực trung tâm khoảng cách có thể hình dung ra được sẽ mất một hay hai giờ để một thiên tài ở thánh thành đi đến khu trung tâm thành phố và có vẻ như không có gì khác biệt giữa các nhân viên văn phòng ở bắc kinh thượng hải và quảng châu đi làm suy nghĩ một chút mọi người cũng không thể dựa vào phương tiện giao thông mà phải dùng hai chân chạy như bay thuyền bay không thể vào được mà các phương tiện khác cũng chưa chắc nhanh bằng hai chân hô đường vũ bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía khu kiến trúc cao ốc tráng lệ ở phía xa trên cánh cửa rộng và cao không biết mấy lần có khắc những chữ rung to lớn học viên tu luyện thánh thành tốt lắm mục tiêu lựa chọn đầu tiên sẽ là nơi này Học viện tu luyện không thể xem như là bảo địa, nhưng cũng là một trong những nơi quan trọng ở thánh thành. Đã từng có một vị thánh nhân ở nơi này giảng dạy, tuy những thứ này không có quan trọng, nhưng thư viện ở bên trong học viện là nơi cất giữ sách phong phú nhất ở thánh thành. Ánh mắt anh nhìn lướt qua tên của một tòa nhà. Bỗng nhiên, ầm ầm. Nơi xa truyền đến tiếng nổ lớn, ánh sáng năng lượng rực rỡ ở trên bầu trời. Khi Đường Vũ đến nơi, liền nhìn thấy màn sáng đã bị phá vỡ một đám người thức tỉnh liền xông vào bên trong tòa nhà mà ở bên trên bức tường bên ngoài của tòa kiến trúc cao lớn này có khắc mấy chữ trung thư viện nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha